Chương trình hòa nhạc Những Khoảng Trôi là một trong chuỗi các buổi hòa nhạc nằm trong dự án Reconnect của Viện Goethe Hà Nội. Phải nói rằng trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành dữ dội ở Việt Nam cũng như trên thế giới, nhất là trong thời điểm này, để thực hiện được những dự án như Reconnect là một việc vô cùng khó khăn, cả về phía tổ chức đến những nghệ sĩ tham gia chương trình. Cá nhân tôi rất trân trọng những cố gắng của Viện Goethe trong việc giúp hiện thực hóa các cơ hội gặp gỡ xuyên quốc gia bằng hình thức cộng tác trực tuyến cho các nghệ sĩ. Những Khoảng Trôi là một chương trình hòa nhạc đặc biệt, chắc chắn rồi, vì nó không được các nghệ sĩ biểu diễn một cách bình thường trên sân khấu với khán giả ở dưới khán phòng, mà được biểu diễn qua đường truyền Internet. Điều đặc biệt nữa đó là chúng tôi, những nghệ sĩ tham gia chương trình, vừa sáng tác vừa biểu diễn các tác phẩm của mình. Việc kết nối chúng tôi lại với nhau là một việc không hề dễ dàng. 5 nghệ sĩ ở 4 quốc gia với những múi giờ khác nhau, mặc dù đang mùa dịch nhưng ai cũng bận rộn với những công việc riêng của mình. Để tìm được một buổi gặp trực tuyến đầy đủ các nghệ sĩ cho việc thảo luận đã khó, việc sắp xếp để tập cùng nhau lại càng khó hơn. Với ngành âm nhạc, để tìm được cách chơi nhạc online với chất lượng âm thanh tốt và chân thật là một điều gần như không tưởng. Đó là vì đường truyền Internet không ổn định tại mỗi quốc gia, dẫn việc âm thanh phát ra không chuẩn. Một điều may mắn đó là chúng tôi đều là những nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc thể nghiệm chuyên nghiệp, đã có bề dày hoạt động lâu năm trong lĩnh vực này, nên chúng tôi đã tìm cách vượt qua khó khăn để có một chương trình biểu diễn độc đáo và nhiều màu sắc âm thanh, gửi tới người nghe những thông điệp trong thế giới nội tâm của các nghệ sĩ.